Xin chào cả nhà. Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần. Thì mình tiếp tục gửi cây bông trang cho khách. Sáng nay mình gửi Mỹ Hồng 40 cây, 20 cây là gửi cho một anh ở Bạc Liêu, và 20 cây là gửi cho Sư ở Tây Ninh. Giờ mình sẽ chọn ra 40 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 cây rồi các bạn ơi. Đây là được 20 cây. Đây là một đơn hàng. Xong tiếp tục 20 cây nữa. Một bốn mò. Ủa, 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 cây rồi. Đủ 40 cây rồi, xong. Quay bên đây mình chọn 20 cây trang trắng lá trung.
20 cây trà trắng lá chuông. Kèm với 10 cây trên vàng lá trung. Tiếp theo là mình chọn 10 cây vàng lá trung. Với tiếp theo là mình sẽ chọn 10 cây trang vàng lá trung gửi chung với chủ 20 cây trắng lá trung. 1 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là mình được 10 cây rồi. 3 6 8 9 10. Ok. Ok. Rồi xong. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Tí xíu nữa mình sẽ đóng thùng cái cây này gửi cho khách. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.